Gia đình nhà dê hả? Ai gì lên? Ai biết đâu? Ấy thử tao quen với con. Vô vô vỗ con hả? Thử tao quen với con rồi bà cười với nói chuyện với nhìn hết nữa không á? Con đâu có chú ý đâu, đâu biết gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì con? Tết gì con? Tết gì con? Ừ. Tết hai tay là bên. Tết hai gì ba rồi. Tết tay gì ba mới được nha. Tết rồi, chương trình nó nghỉ rồi, là người ta chương trình Tết rồi. Cả người ta bị sao vậy? Cách chơi. Đây là chân theo chủ đề thôi à, chứ còn mà muốn coi biết hoa gì là phải qua bên hội xương tao đàn. Yeah. Đâu rồi mẹ, đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À dê, tôi làm dê. Ba dê. Dê là mình gọi. Tôi làm dê. Đi chỗ khác. Đi. Đi chỗ lộn. Không đi sát vô đây ngắm hoa, đi ngay giữa đâu thấy gì đâu, đâu ngắm được cái gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trưng bày mà nó có bán con. Ôi ơi, đúng không? Có chim mày đứng lại coi. Đấy, ông nội với bà nội xuống trước này kìa. Không đủ. Bà nội em lâu xuống trước này kìa. Chim đẹp rồi mất rồi, đó ngắm chim đi con. Chim giả hả? À hàng gì nó không có nhảy nhót gì hết trơn, chim tới nó ngủ á. Chim giả ai kìa, có mấy cái vàng màu vàng bí gì nè, khang long. Ta đem nông thôn lên thành phố nè, đem ruộng vườn, đem mấy vàng bầu vàng bí, đem lúa rồi lên đó. Mà bây giờ ngày nào có là cái đụng đụng rôm là cái cây rôm nè, cây rôm đó, cây rôm bắt xe bò đó nè. Khang ơi, có thấy cây rơm không Khang? Tiếp tục quẹo về không? Ủa anh ơi, nó đem nguyên cây dừa lên luôn rồi Khang. Khang Long đó, bọn nó đem nguyên cái gì, mấy cây dừa lên đó, trồng giữa đường luôn đó, thấy không?
Đi chuối đó nè. Bên đây nè, đi sát vô con, sát con này rồi. Thấy không nè, đây người ta đem nguyên cái nhà lên luôn á. Ruộng lúa nè Khang, không, ruộng lúa kìa. Con cò nữa đó. Ruộng ruộng lúa mà cũng có đèn đèn xanh đèn đỏ đó, thấy không? Đó. Đèn xanh đèn đỏ đó. Đèn đỏ đi.